Xin chào các bạn, mình là Tiên VV. Trong video lần này, mình sẽ giải đáp về một vấn đề của đàn cổ tranh mà mình tin rằng dù sớm hay muộn và dù cây đàn của bạn cao cấp đến đâu thì cũng sẽ có lúc gặp phải tình trạng này. Đây cũng là vấn đề mà bạn Thùy Linh Ngô đã hỏi trong rất kiến thức cổ tranh của mình. Để các bạn dễ dàng hình dung hơn, mình sẽ mô tả tình trạng mà bạn Thùy Linh đang gặp phải trên một cây đàn mà mình đã khắc phục cho một bạn trước đây. Mình sẽ lấy ví dụ trên dây đàn số 19. Bây giờ thì mình sẽ lên dây cho dây số 19 nha. Khi tuner xuất hiện số 19 và con trỏ nằm ở giữa, tức là chúng ta đã lên dây thành công. Trong quá trình chúng ta chơi thì tầm 30 phút đến 2 tiếng sẽ xuất hiện hiện tượng đó là trục đàn tự động nhả dây. Khi đó chúng ta đem so lại trên tuner thì con trỏ bây giờ sẽ nằm lệch về phía bên tay trái. Tuy nhiên mức độ lệch thì chúng ta sẽ chấp nhận được, đó là dao động không quá 90 độ. Nghĩa là khi chúng ta xét lại trên tuner thì số 19 vẫn còn xuất hiện ha. Tuy nhiên là tình trạng đàn của bạn Thùy Linh thì nghiêm trọng hơn. Lúc này con trỏ đã tự nhả dây và đã nhả dây hơn 90 độ. Tức là số 19 đã không còn xuất hiện trên màn hình nữa mà thay vào đó là số 20 hoặc là số 21. Bây giờ các bạn quan sát lại dây số 19 nha. Các bạn nhìn vào tuner thì chúng ta thấy là số 20 xuất hiện ha. Như vậy là trục đàn đã tự nhả dây và nhả hơn 90 độ. Đây là một tình trạng nghiêm trọng và báo hiệu là đàn chúng ta đã xuống cấp rồi. Thì tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên nhân gây nên tình trạng này cũng như là các giải pháp ha. Vừa rồi mình đã mô tả đến các bạn vấn đề của ngày hôm nay. Khi nói về nguyên nhân của tình trạng này thì trong quá trình chúng ta chơi đàn sẽ thường xuyên xoay trục đàn để lên dây. Và trong quá trình mà chúng ta xoay trục đàn thì trục đàn sẽ tiếp xúc với những lỗ khoan ở trên mặt gỗ. Những lỗ khoan này có tác dụng là sẽ cố định trục đàn của chúng ta. Tuy nhiên là những lỗ khoan này không hề cố định trục đàn của chúng ta 100%. Bởi vì khi mà nó bám chắc như thế này các bạn cũng không thể nào xoay trục đàn được. Do đó là ở lỗ khoan luôn có một độ hở nhất định để chúng ta có thể xoay trục. Và cũng vì độ hở này thì dù đàn mới hay đàn cũ, trong quá trình các bạn chơi từ 30 phút đến 2 tiếng, tùy vào thời gian bạn đã mua đàn bao lâu, thì trục đàn sẽ có hiện tượng đó là tự nhả dây đàn, do đó làm cho cao độ bị sai so với ban đầu. Tuy nhiên mức độ sai sót này thì chúng ta hoàn toàn chấp nhận được. Đó là con trỏ khi dùng tuner chúng ta xem xét thì sẽ thấy là nó nghiêng khoảng 45 độ, 30 độ, 20 độ vân vân, nhưng không vượt quá 90 độ. Và đây là tình trạng hoàn toàn bình thường dù đàn mới hay đàn cũ. Và khi chúng ta gặp vấn đề này thì các bạn chỉ cần lên dây lại là sẽ ổn ha. Trở lại vấn đề của bạn Thùy Linh, thì khi chúng ta xoay trục đàn nhiều năm nhiều tháng, bề mặt gỗ ở trong lỗ khoan sẽ bị bào mòn đi, làm cho lỗ khoan nới rộng ra. Bên cạnh đó thì dây đàn ở khu vực âm trầm và âm cực trầm là những dây rất dày và cứng. Các yếu tố này cộng lại với nhau thêm sức kéo của dây đàn thì sẽ làm cho trục đàn tự động nhả dây. Và khi độ bào mòn càng lớn thì trục đàn sẽ càng nhả dây nhiều và âm thanh sẽ sai biệt nhiều, thậm chí là sẽ khác biệt hoàn toàn so với âm thanh ban đầu. Vậy thì khi nào cây đàn của chúng ta sẽ gặp phải tình trạng này? Đối với các dòng đàn phổ thông thì mức độ gia công gỗ không thể nào chi tiết tỉ mỉ như các dòng cao cấp. Do đó là chơi trong một khoảng thời gian dài thì chắc chắn là sẽ gặp phải tình trạng này. Trong bài viết của bạn Thùy Linh thì mình cũng đã có hỏi về tầm giá và thời gian bạn sử dụng. Thì bạn cũng nói rằng là tầm giá trong mức phổ thông và đã dùng 4 năm rưỡi rồi, một khoảng thời gian rất là lâu. Còn đối với dòng cao cấp thì chúng ta chơi được sẽ lâu hơn và lâu gặp tình trạng này hơn. Bạn có thể chơi khoảng 7-8 năm, 10 năm, 15 năm vân vân thì mới bắt đầu xuất hiện tình trạng này. Tuy nhiên là ở thời điểm ban đầu chúng ta vẫn có thể lên trục đàn bình thường vì nó sai lệch cũng ít thôi. Nhưng khi bắt đầu có tình trạng sai lệch nhiều thì chúng ta biết rằng là cây đàn đó đã có dấu hiệu xuống cấp. Nói về cách khắc phục của tình trạng này thì chúng ta sẽ có 3 cách. Cách thứ nhất đó là thay lại toàn bộ dây đàn để phù hợp với cây đàn hơn. Mình cũng gặp nhiều tình huống là các bạn sử dụng đàn trong tầm giá phổ thông nhưng sử dụng dây ở tầm giá cao cấp. Điều này thì cũng làm cho bề mặt gỗ bị bào mòn nhanh hơn và còn gây ra hiện tượng bị nứt mặt gỗ. Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ thay trục đàn. Thì ở cách này chúng ta sẽ tìm những trục đàn có kích thước to hơn so với trục đàn ban đầu để phù hợp với những lỗ khoan đã bị bào mòn.
Ở cách này thì cứ mỗi lần lỗ khoang bị bào mòn, bị nới rộng ra thì chúng ta lại tìm một trục đàn to hơn để phù hợp. Ở cách này thì mình cảm thấy là khá khó để thực hiện được. Thì chúng ta còn cách thứ ba. Đối với cách thứ ba này có ý nghĩa là chúng ta sẽ làm cho trục đàn cũ của mình trở nên dày hơn để có thể vừa với lỗ khoang mà đã bị bào mòn. Ở cách này thì bạn có thể sử dụng những chất liệu mềm, mỏng, nhẹ có thể quấn thành vòng để làm cho trục đàn của chúng ta dày hơn. Và mình thì mình có sử dụng ni lông quấn quanh các trục đàn để làm cho nó dày hơn. Thì ở bên hình đây mình có để cái trục đàn mà mình đã từng khắc phục cho một bạn. Thì khi mà chúng ta làm cho trục đàn dày hơn rồi thì tra vào trong lỗ khoang cũng sẽ vừa hơn. Và nếu nó có bào mòn đi nữa thì chúng ta cũng có thể quấn nhiều vòng hơn, cũng thích hợp hơn so với cách thứ hai. Sau khi khắc phục trục đàn cho bạn ở trên thì bạn có hỏi mình rằng đối với cây đàn hiện tại và sau này mua một cây đàn mới thì bạn chỉ để ở tông rê chơi thôi, bởi vì là khi mà hạn chế việc xoay trục đàn thì sẽ hạn chế việc bào mòn gỗ, như vậy có được hay không? Trong vấn đề này thì mình sẽ không nói là đúng hay sai mà sẽ phụ thuộc vào mục tiêu chơi đàn của từng người. Nếu như bạn hài lòng với việc chỉ chơi đàn ở tông rê thì trước mỗi lần chơi bạn chỉ cần kiểm tra lại xem dây đàn của mình đã đạt được cao độ chuẩn chưa. Nếu như bạn muốn mình tiến bộ hơn thì có thể lên dây linh hoạt ở tất cả các tông. Riêng với bản thân mình thì mình cho rằng cây đàn cũng chỉ là một phương tiện để phục vụ cho những mục tiêu, mục đích của bản thân mình. Và việc xuống cấp của một cây đàn thì cũng không nằm riêng ở việc đó là lỗ khoang bị bào mòn, mà còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Do đó mình sẽ ưu tiên hơn cho việc là mình tiến bộ hơn, mình giỏi hơn ngày hôm qua. Video ngày hôm nay thì sẽ tạm dừng tại đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giây phút này. Nếu có những vấn đề, những thắc mắc gì thì bạn có thể inbox trong fanpage của mình hoặc là đăng ở trên group kiến thức cổ tranh của mình. Mình và các bạn khác cũng sẽ cố gắng nỗ lực để hỗ trợ cho bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!